Chào các em, sau đây thì cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi C1 trang 30 sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Sau khi tích điện cho tụ điện, nếu nối hai bản bằng một dây dẫn thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? Các em lưu ý cho cô, khi mà tích điện thì người ta nối hai bản tụ điện với hai cực của nguồn điện. Bản mà nối với cực dương thì tích điện dương, còn bản nối với cực âm sẽ tích điện âm. Vậy qua quá trình tích điện thì hai bản tụ sẽ tích điện trái giống nhau và có độ lớn bằng nhau. Vậy khi mà nối hai bản bằng một dây dẫn thì chắc chắn sẽ xảy ra dòng điện chạy qua dây dẫn này. Cụ thể là các electron sẽ dịch chuyển từ bản âm của tụ điện qua dây dẫn tới bản dương của tụ điện. Chính điều đó đã làm cho điện tích ở trên hai bản tụ mất dần đi. Và quá trình sẽ diễn ra tới khi nào mà điện tích trên hai bản tụ trở lên trung hòa về điện thì nó sẽ dừng lại. Vậy với bài tập này, câu hỏi này thì các em có thể trả lời như sau. Thứ nhất, chúng ta trả lời là sau khi tích điện. Cho tụ điện. Nếu nối hai bản tụ bằng một dây dẫn. Thì các electron sẽ chạy theo dây dẫn. Từ bản âm sang bản dương của tụ điện. Điều này dẫn tới là điện tích trên hai bản tụ sẽ mất dần đi. Và quá trình sẽ dừng lại khi mà hai bản tụ trở lên trung hòa về điện. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi C1.